Bá Tiến xin được chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với phát thanh khủng bố và chúc mọi người đầu tuần nhiều năng lượng và công việc thuận lợi nha. Mấy ngày mình cũng không kịp ra chuyện rồi, bởi vì thực sự là khoảng thời gian này vô cùng bận đối với mình. Về nhà thì là con cái rồi sâu ở bên ngoài nữa. Khi mình đọc xong tập này thì có lẽ mình đang ở Hạ Long, Quảng Ninh mất rồi. Mời mọi người đến với cả tập mới nhất. Nói thật, một năm này quả thật rất bận. Tô Bạch đáp với vẻ rõ ràng có hơi bất đắc dĩ. Chuyện dù sao cũng là một cái nối tiếp một cái mà. Vậy bây giờ thì sao?" Mập mạp hỏi. "Cũng cần thời gian nghỉ ngơi chút chứ." Tô Bạch ngược lại thật sự có hơi lười đi thu dọn tàn cục gì đó. "Tô Bạch, tuy tôi không tài trợ gì cho anh, nhưng về mặt danh nghĩa anh ta thực ra là đang phục vụ cho cậu, làm việc cho cậu." Nếu phòng thực nghiệm đó thực sự có vấn đề gì xảy ra, khiến cho một tiểu khu hoặc là một khu vực lớn gần tiểu khu xuất hiện sinh linh đồ thán, vậy nhân quả rất có khả năng bị phát thanh tính đến đầu cậu đây. Bần Tăng cảm thấy nhân lúc bây giờ có thời gian vẫn nên đi giải quyết một lần cho gọn đi. Lúc ban ngày đi qua, yêu khí và quỷ khí thực ra cũng không tính là quá dày đặc. Những hộ gia đình khác ở trong tiểu khu chắc hẳn vẫn chưa bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà yêu khí và quỷ khí đã có thể từ trong phòng tràn ngập khắp toàn bộ tiểu khu. Điều này đã có thể chứng minh chắc hẳn đã xảy ra chuyện. Được rồi, đi thì đi. Mập mạp, xe của anh đâu? Tôi bài khỏi. Làm gì? À đúng rồi. Khi tôi mới về sao lại không nhìn thấy con Santa Fe của cậu đâu nhỉ? Trước khi vào chuyện xưa, tôi đỗ xe ở bên đường. Khi trở về thì mất tâm rồi. Chắc là bị cảnh sát tóm đi rồi ha 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 được rồi lái xe của tôi đi đợt trước mập mạp đổi xe mới thành một con audi a 6 thực ra thì trước đây khi người này làm đạo sĩ tha phương chạy xô tang lễ ngược lại cũng không phải là thu nhập chính của anh ta anh ta vẫn thường làm khách mời của mấy chương trình tương tự với định âm trạch hay là phán phong thủy gì đấy ở thành đô này cũng được gọi là ăn nên làm ra chỉ là chuyện của vương lâm sau này khiến mập mạp bừng tỉnh cũng khiêm tốn hẳn đi về phần sau này tiến vào chuyện xưa làm thính giả hiển nhiên cũng chẳng muốn nhàn rỗi vô vị dựa vào cái ghế đó để kiếm tiền nhưng mà tiền tiết kiệm trước đấy mấy triệu vẫn còn cơ mà phật ra phật ra phật ra lão phật ra đâu rồi mập mập hô về phía phòng rất nhanh thì gia thố đã bước ra ngoài trông thằng bé một lát đi nhá ba người chúng tôi ra ngoài cứu vớt thế giới đây mập mập chỉ vào thằng bé rồi nói Tô Bạch hôn lên trán thằng bé một cái, sau đó đứng dậy, cùng hòa thượng và mập mạp đi ra khỏi cửa nhà. Đợi sau khi lên con Audi của mập mạp, mập mạp nói với cả Tô Bạch với vẻ rất đáng ý. Lái Santa Fe lâu như vậy có muốn thử xe ngon một chút không hả? À? Mập mạp vỗ một cái vào vô lăng, khoe khoang với Tô Bạch. Khinh bỉ. Tô Bạch chẳng muốn đẩy đến tiếng ngốc này. Mập mạp thì cười ha hả, khởi động rồi lái xe đi, Buổi tối không tắt đường cho nên cũng chưa đến hai mươi mấy phút sau thì mập mạp đã đỗ xe trước cửa một tiểu khu. Tô Bạch hạ cửa sổ xe xuống, hơi nhíu mày. Sao tôi lại cảm thấy đây là tinh thần lực tràn ra ngoài nhỉ? Ôi mẹ nó, lần này thú vị rồi đây. Tôi nói là yêu khí, hòa thượng nói là quỷ khí, cậu lại nói là tinh thần lực. Được, bây giờ sự hưng phấn của ông mập tôi đây càng ngày càng thịnh rồi ông trời mới biết được tên học trò đó đã mày mò ra cái thứ đồ chơi gì ở trong phòng thí nghiệm này rồi ba người xuống xe trực tiếp đi vào trong tiểu khu bảo vệ già trong phòng bảo vệ chỉ vắt chân ngáp dài ở nơi đấy cũng không để ý đến việc ba người tiến vào đương nhiên cho dù là bình thường thì người đi đường ở gần tiểu khu trên cơ bản cũng sẽ không bị gọi đến kiểm tra trừ phi anh thực sự làm đến mức rất không chính đáng có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra được một tên du thủ du thực nào đấy. Là căn phòng này. Tô Bạch đứng ở trước một cánh cửa và nói. Nhưng mà tại sao tôi lại cảm giác? Ngược lại khi lại gần căn phòng này, loại cảm giác đó càng lúc càng ít đi nhỉ? À Di Đà Phật, Bần Tăng cũng có loại cảm giác này. Hòa Thượng Phụ Hỏa. Đại Bạch, phá cửa đi. Mập mạp vừa xoay tay, vừa thúc giục rõ ràng sự kích động đi vào bảo bối của anh ta đã bị gợi lên rồi tô bạch lôi một thẻ mở từ trong túi ra thứ này là do trước khi ra cửa đặc biệt tìm trong ngăn kéo phòng ngủ của mình bé trai hồng y tặng cho mình chiếc thẻ vào cửa ngày trước khá xui xẻo có hơi đáng thương bị cát tường trực tiếp vồ một cái khiến cho hồn phi phách tán cho nên tô bạch cũng vẫn luôn giữ chiếc thẻ vào cửa này cũng xem như là một kỷ niệm để nhớ lại Tinh Quét thẻ thành công cạch một tiếng Thì khóa cửa mở ra Bên trong dường như có một lực đẩy Đột nhiên đẩy cánh cửa đóng lại Một màn sương đen thổi tới Mang theo mùi tanh tưởi gây mũi Hòa thượng vung Phật trâu trong tay Một tia sáng vàng hiện ra Xua tan màn sương đen Lúc này thì tình hình bên trong Lộ ra rõ ràng Mẹ nó Đây là thứ tà ác gì vậy mập mạp thì duỗi tay cầm một vật thể ở trạng thái nhảy nhụa sèn sệt màu trắng ở trước mặt mà loại vật thể này có màu trắng gần như hoàn toàn bao phủ mặt đất vách tường và trần nhà của căn phòng này thậm chí bọn chúng dường như còn đang tuân theo một loại quy luật nào đấy mà đang không ngừng nhúc nhích nhẹ nhàng giống như là một con ve với thể hình vô cùng to lớn vậy thử một miếng không biết thế nào nhỉ? tô bạch trêu trọc <laughs> Ông Mập tôi vẫn chưa thèm khát đến mức đó đâu nha." Mập mập duỗi tay nhìn về phía hòa thượng và hỏi. "Hòa thượng, nhìn ra được lai lịch gì không?" Hòa thượng lắc đầu. "Bần tăng không nhìn ra được. Những vật này màu trắng, lại trông giống với cả một loại dịch tiết hơn. Mà nhiệt độ trong căn phòng này rõ ràng cao hơn bên ngoài rất nhiều. Bên trong dịch tiết này chắc hẳn có rất nhiều sâu ký sinh và vi khuẩn. Chỉ là vì hiện tại mùa hè vẫn chưa thực sự tới." Cho nên bọn chúng tạm thời chẳng có cách nào để tràn ra, rời khỏi nhiệt độ và độ ẩm của căn phòng này. Bọn họ nhanh chóng diệt vong. Mà em nói chứ, nếu là mùa hè đến thì những thứ này đều tràn ra ngoài sao? Không phải sẽ là một trận bệnh dịch mới hay sao? Mập mạp nói với vẻ có hơi sợ hãi. Đại bạch, tội của cậu lớn lắm nha. Trước khi bệnh dịch bùng nổ thì phát thanh chắc hẳn sẽ gửi thông báo nhiệm vụ hiện thực cho các thính giả đến để xử lý mà. Tô Bạch nói, dù sao thì đối tượng nghiên cứu của người này cũng là vi phạm yêu cầu ổn định của phát thanh đối với cả thế giới này. Không được tính là thuộc nền văn minh hẳn nên phát triển ở thế giới này mà. Ba người vừa nói chuyện, vừa đi vào trong. Hiển nhiên khó tránh khỏi dính phải một ít dịch thể nhảy nhụa màu trắng lên người. Mẹ kiếp, có hơi giống với cả ngâm mình thật đấy. Nếu mà lúc có một À, cô em nữa thì càng tuyệt vời hơn. Mập mạp nói mới phải có hơi tiếc nuối. Với cấp độ sinh mệnh của anh hiển nhiên sẽ không sợ loại vi khuẩn ký sinh trùng ở mức độ này ảnh hưởng. Nhưng mà anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô gái vừa mới làm loại chuyện đó với anh xong tối qua. Bây giờ cơ thể lại từ từ biến thành vừa đen vừa thối ngay trước mặt mình không hả? Cái gì vậy? Mập mạp dựng ngón giữa với tô bạch. Sau đó đột nhiên hô một tiếng. Ở đây ở đây Dưới chân tôi dẫm phải thứ gì này Nói xong anh ta khom người duỗi tay tìm kiếm ở phía dưới Sau đó túm được một thi thể Của một người đàn ông khô quắt Đã biến thành màu đen Thi thể này gần như vậy Dám nói trông như là mù tạt khô thế vậy Chắc hẳn không thể biến thành Bánh tông được nữa rồi Mập mạp tự lầm bẩm Là anh ta Tên học trò đấy Tô Bạch nhận ra thân phận của thi thể này lúc trước người này đã từng thề thốt đảm bảo với mình có thể phụ trách giúp mình nghiên cứu ra loại dược cần dùng và những thứ khác nhưng mà ai có thể tưởng tượng ra được vậy mà anh ta lại chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy ở đây đúng thực là một cái chế nhạo nhưng đối với cái chết của anh ta tô bạch ngược lại cũng chẳng có chút bất ngờ cho lắm dù sao thì từ đó đến nay con hàng này cũng không liên lạc với mình qua wechat đòi nguyên liệu đặc biệt gì hoặc là bấu vào cành cao hơn lăn lộn với cả thính giả khác hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn tự mình chơi chết mình mà rất dễ nhận thấy khả năng của cái sau vốn lớn hơn cái trước rất nhiều hòa thượng kiểm tra thi thể nam này thật cẩn thận sau đó lắc đầu bảo không có ngoại thương ở trên người không tra ra được nguyên nhân tử vong làm gì phải phức tạp như vậy mập mạp vỗ miệng mình Nhìn đôi mắt của con hàng này trừng to như vậy, miệng cũng há ra, biểu cảm trên mặt trước khi chết rõ ràng sợ hãi, còn không phải là bị dọa sợ chết sao. Này, các cậu nhìn tôi như vậy là sao vậy? Mập mập thả thi thể xuống. Phòng trừng thực sự là bị dọa sợ chết đấy. Tôi nói là bị dọa sợ chết là thông qua tinh thần lực để giết người đấy. Giết người bằng tinh thần lực sao? Trong đầu Tô Bạch đột nhiên xuất hiện bộ não đấy. Lúc đầu thực ra nhà khoa học kỳ quái này đã hợp tác chung với cả một thính giả bé gái trước. Chỉ là nhà khoa học kỳ quái xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bé gái cũng chỉ có thể lấy lùi làm tiến, chọn một học trò bên cạnh nhà khoa học kỳ quái, rồi tài trợ cho anh ta tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Sau đó vào một ngày kia, thính giả bé gái này xảy ra chuyện không may Não của con bé cũng bị móc ra tiến hành xử lý riêng biệt. Trên cơ bản đã được định nghĩa tử vong. Trong thế giới hiện thực, người thực vật thực ra đã được xem như là một loại tử vong, mà loại phán định này rõ ràng cũng được phát thanh tán thành. Anh có thể hôn mê, anh có thể bị thương nặng, nhưng mà nếu trí nhớ của anh hoàn toàn bị xóa bỏ, thậm chí là không có cách nào biết mình là ai ý thức tồn tại vốn có của anh cũng bị xóa bỏ như vậy có khả năng trong phán định của phát thanh anh thực sự đã chết rồi tô bạch nhớ não của bé gái đó được đựng trong bình nuôi cấy tìm thử xem có bình nuôi cấy nào không to cỡ cái chậu rửa mặt bên trong chắc hẳn có một bộ não tô bạch nói với cả hòa thượng và mập mạp nếu không có thì sao mập mạp hỏi ngược lại nếu không có vậy thì biết được đại khái đã xảy ra chuyện gì rồi tô bạch đáp lại a à, di đà phật là cái này sao hòa thượng tìm được một cái bình nuôi cấy trong suốt nhưng mà cầm nó lên rồi chỉ bên dưới thủng một cái lỗ đôi mắt của tô bạch lập tức hím lại hòa thượng làm phiền anh kiểm tra lại thi thể nam kia một chút đi chú trọng vào vị trí đầu của anh ta hòa thượng nghe vậy thì gật đầu cũng không hỏi tại sao lập tức lại ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể nam chính diện không có vấn đề. Chỉ là ngay sau khi hòa thượng lật thi thể nam lại để kiểm tra sau lưng, lập tức có hơi kinh ngạc. Vị trí sau ót có một cái lỗ nhỏ, cỡ một cây kim, vừa rồi bàn tăng không để ý đến. Ha, ha. Thi thể nam đột nhiên mở ra mắt, đôi mắt trắng dã không thấy đồng tử. Đồng thời lúc này nhiệt độ trong căn phòng bắt đầu tiếp tục tăng cao lên. Tôi đã nói rồi, Tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Giọng nữ trói tai tản ra, thông qua tinh thần đực. Tô Bạch lắc đầu với vẻ hơi giả khóc giả cười. Hiểu năng. Thi thể gã đàn ông trước mặt, đột nhiên mở trừng mắt, xuất hiện dị thường. Nhưng mà hòa thượng cũng không hề hoang mang chút nào. Lập tức vung một cái tát lên chán thi thể nam. Chấn, vù. Cơ thể của thi thể nam này run rẩy trên mặt lộ vẻ đau đớn. Mập mạp ở bên cạnh cười lạnh, rút ra một lá bùa. Lá bùa tự động bùng cháy, sau đó anh ta ngồi xổm xuống, dùng một tay giữ cổ gã đàn ông, lật thi thể nam này lại, đồng thời trực tiếp dán lá bùa đang cháy lên sau ót của thi thể nam. Nào ngoan nào, để ông mập cho mi cút ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên thông qua tinh thần lực, rõ ràng rất đau khổ và cuồng loạn. Rất nhanh thì vị trí sau ót của thi thể nam bắt đầu nứt toác ra, có lẽ nên gọi là hư thối. Vốn dĩ sau ót vốn đang nghiêng đang lành lại từ từ chóc ra từng mạng. Trong đó xuất hiện một vết lõm. Một khí tức tà ác khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả lập tức tản ra. Mẹ nó xem ông Mập làm nhân viên dọn cống nước đây. Mập mập lôi một bình ngọc từ trong túi ra đổ vài giọt nước từ bên trong bình lên bàn tay mình. Sau đó vẽ loạn lên. Tiếp đó lại trực tiếp duỗi tay thọc vào trong phần gáy thối giữa của gã đàn ông. Hey ngoan nào cưng. Phọt! Một thứ trắng bóng bị mập mạp rút ra từ sau gáy rơi xuống nền nhà. Mẹ nó, toàn bộ não bị mày cắn sạch rồi. Mập mạp tạc lưỡi nói trong sự ngạc nhiên. Hòa thượng duỗi tay sờ vào thứ trắng bóng đó. Không có ý thức cụ thể tồn tại, rõ ràng là bị người xóa sạch rồi nhưng mà vẫn còn giữ lại được một chút cố chấp và hận ý cuối cùng thực ra nó cũng tương tự với vong hồn lệ quỷ thôi nhưng mà nó có một vật dẫn đặc biệt mà vật dẫn này cũng mang đến cho nó sự thay đổi mà vong hồn lệ quỷ khác có khả năng không có được nhưng nó có liên hệ rất mật thiết với cảnh vật xung quanh bây giờ nhiệt độ ở thượng hải vẫn xem như là hơi thấp nên nó tạm thời không thể ra khỏi căn phòng này được nói xong những lời này anh ta liếc mắt nhìn tô bạch với vẻ ý vị sâu xa vốn dĩ muốn giữ lại làm nghiên cứu nhưng mà ai ngờ xảy ra loại biến hóa như vậy chứ tô bạch giải thích hành động phản kháng và đánh lén vừa rồi của đại não này theo quan điểm của tô bạch hòa thượng và mập mạp quả thực là nực cười đến mức khiến người khó tin phải biết rằng thực ra lúc trước Tô Bạch có ưu thế thực lực rất lớn khi đối diện với cả thính giả bé gái đấy. Mà tuy rằng hiện tại đại não còn sót lại của bé gái không biết vì nguyên nhân gì mà xuất hiện sự thay đổi khác thường. Nhưng mà trong một năm này thực lực của Tô Bạch cũng đã xuất hiện sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đã sớm không còn là hiểu biết thấp của ngày xưa. Vậy mà con hàng này còn muốn đánh lén sao? Cũng thật sự có chút nằm mơ bắt con tưởng bỏ không phải bần tăng không có ý này hai ngón tay của hòa thượng cầm cái thứ trắng bóng này nhìn tô bạch với vẻ hơi nghi ngờ rồi tiếp tục hỏi ý của bần tăng là tại sao lúc trước cậu không trực tiếp ăn nó đi à cũng phải thôi thực lực của cậu khi ấy không mạnh bằng hiện tại ý thức tinh thần và cấp bậc linh hồn cũng kém hơn rất nhiều nếu mạo hiểm cắn nuốt nó có khả năng tâm thần sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cố chấp báo thù cuối cùng của nó ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện không may. Hòa thượng, ý của anh là... Mập mạp nhìn hòa thượng với vẻ bất ngờ. Anh ăn không? Hòa thượng đặt thứ trắng bóng này trước mặt mập mạp. Rất bổ đấy. Đối với cả chúng ta mà nói thì hóa giải cố chấp còn lại của nó không thành vấn đề đâu. Này... Mập mạp có hơi do dở. Có thể để lúc chúng ta trở về tạt qua sạp chợ đêm Mỗi ít hành gừng tỏi với cả ớt cự gà được không? Tùy thôi. Hòa thượng gật đầu tỏ vẻ mình đồng ý với suy nghĩ của mập mạc. Các anh có cần buồn nôn như vậy không? Tô Bạch nhìn hai người này với vẻ cạn lời. Ê, cậu còn không biết xấu hổ mà nói lời châm biếm chúng tôi sao? Mấy cái thứ ba lăng nhăng mà cậu đã ăn trước đây có thể chẳng so được với thứ tốt đẹp đến đâu đâu nha. À, nói rồi đấy nha. Lát nữa về nhà, tôi sẽ xuống bếp làm một món mọi người chia nhau ăn đi thuận tiện để cho ra thấu một phần tô bạch chẳng muốn tiếp tục để ý đến mập mạp nữa mà bước vào trong căn phòng bên cạnh hắn nhớ lần trước khi mình tới gian phòng này còn thuận tiện cầm rất nhiều chai lọ đựng thuốc đi mà khi tiến vào lại lần nữa hắn không nhìn thấy chai lọ gì hết trên giá phủ đầy một loại rêu xanh kỳ quái đồng thời ngay sau khi hắn bước vào trong căn phòng này rêu xanh trên trần nhà cũng bắt đầu chậm rãi sao động hòa thượng mập mạp đừng đẩy đến bữa khuya nữa ở đây có vấn đề này tô bạch vừa lại gần quan sát đám rêu xanh này vừa hô soạt một tiếng sơ sát tiêu điều truyền tới ở phía sau tô bạch một sợi dây leo hoàn toàn do rêu xanh tạo thành quất thẳng về phía của hắn tô bạch lập tức quay người trở tay chụp một cái rêu xanh bị đánh tan nhưng một tầng bụi màu xanh thì vẫn dính trên lòng bàn tay của hắn cái này... lập tức tô bạch trừng mắt nhìn bàn tay của mình tan chảy thành vô số cái lỗ nhỏ chi chít đồng thời sâu trong lòng bàn tay cũng dâng lên một loại cảm giác mơ hồ lâng lâng giống như là một người bình thường đột nhiên hít phải một lượng lớn ma túy vậy trong lúc nhất thời hắn có hơi kinh ngạc giúp cuộc con hàng đó đã đào đâu ra thứ này vậy vậy mà nó lại có sát thương hai tầng với cả cơ thể và linh hồn có lẽ đây mới là kẻ đầu sỏ đã hại chết chính anh ta lòng bàn tay của tô bạch lập tức được một tầng vải rồng màu đen bao phủ sức mạnh nóng rực làm bốc hơi toàn bộ bụi màu xanh lục trên lòng bàn tay chỉ là cảm giác lâng lâng và mơ màng trong lòng vẫn có chút khó mà cưỡng chế được như cũ nhưng mà cũng may tô bạch cũng được tính là đã trải qua nhiều sóng to gió lớn ít nhất cũng có thể đảm bảo tâm thần của mình trấn tính không đến mức giống như những người nghiện thuốc không kìm lòng được mà đập đầu theo nhịp nhảy dựng lên không biết phải làm sao rêu xanh dường như sau khi phát động một đợt tấn công cũng chút được cơn giận đám rêu xanh xung quanh cũng từ từ mờ nhạt dần trở nên có chút ủ rũ giống như là mùa thu kéo tới cướp bóc vậy lúc này hòa thượng và mập mạp cũng tới căn phòng Hạ thượng nhìn thấy hai tròng mắt đỏ lên của hắn lập tức nhận ra chuyện gì. Sau đó hai tay chập lại, niệm thanh tâm chú. Tô Bạch lập tức nhắm mắt lại, phối hợp với cả sự hỗ trợ của Hòa thượng. Từ từ hóa giải sạch sẽ sự sao động bị đám rêu xanh kỳ quái gợi ra trong lòng mình. Mập mạp thề cũng không nhàn rỗi. Anh ta nhìn chằm chằm vào đám rêu xanh xung quanh. Sau đó phát hiện ra rêu xanh đang từ từ rút lui và ủ rũ. Mập mạp lập tức quát to một tiếng. Cha chà, mày muốn chạy chứ gì, con hàng này có trí tuệ đấy. Thái thượng lão quân, cập cập như luật lệnh. Đối với cả bậm bạc mà nói, mỗi lần tìm kho báu, anh ta đều là người thích thú nhất và nhiệt tình nhất. Khả năng này tới từ sự khao khát cực độ trong đánh lòng của anh ta đối với cả vật chất. Khi còn là người bình thường, khao khát về tiền tài, đợi sau khi trở thành thính giả, sẽ sinh ra một lòng đam mê theo đuổi đặc biệt với những thứ đặc biệt này tương tự với thái độ theo đuổi tiền tài trước đây. Dù sao thì đối với cả thính giả mà nói, trong thế tục, bản thân tiền tài cũng không có ý nghĩa gì lớn cho lắm. Những lá cờ to cỡ cự bàn tay của mập mạp vông ra, cắm vững trên sàn nhà. Sau đó anh ta bắt đầu đi qua đi lại. Này, ông mập cho mày chạy đấy hả? Ông mập cho mày chạy đâu hả? Đại khái sau 5 phút, Tô Bạch cuối cùng cũng hoàn toàn hóa giải sự sao động đặc biệt trong lòng mình dưới sự hỗ trợ của hòa thượng. Khi mở mắt ra thì hắn nhìn thấy trong vòng tròn lá cờ của mập mạp lại có một quả cầu màu xanh lục cỡ một nắm tay trẻ con. Quả cầu nằm trên mặt đất bất động nhưng mà vẫn mang theo đến cho người ta một loại cảm giác rất linh động như cũ. Đây là thứ gì? Tô Bạch hỏi. Câu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? mập mập hỏi ngược lại suy cho cùng thì đây không phải là thứ mà thuộc hạ của cậu mò ra hay sao à di đà phật trở về trước rồi từ từ nghiên cứu sau thôi thứ này có tính ăn mọn hai tầng nên tinh thần và vật lý kiếm thứ đựng vào đã được rồi ở chỗ tôi ngược lại cũng có rất nhiều chai lọ đấy mập mập gật đầu vậy làm gì với cả chỗ này đây chúng ta tổng vệ sinh sao Bày trận pháp rồi phóng hỏa thôi, Hòa Thượng nói. Vậy đợi trước khi chúng ta ra ngoài thông báo cho hàng xóm gần đây một chút đi. Mập mạp bà Hòa Thượng bắt đầu làm việc, còn Tô Bạch thì lại một mình đi ra khỏi phòng, tới bên vườn hoa tiểu khu, cho một điếu thuốc. Vết thương ở lòng bàn tay đã khôi phục, không có gì đáng quan ngại. Hắn nhìn thời gian đã qua không giờ rồi, vào buổi tối sau khi ban ngày qua đi, mình còn phải đi tới nơi hẹn em rẻ đó của mình rất có khả năng thực sự là mình ít nhất xét theo hiện tại một vài manh mối và hiện tượng quả thực hướng tới suy đoán này sự trở về của người phụ nữ đó có phải là có liên quan đến cậu ta hay không dù sao đó mới là con trai thật của bà ta cơ mà chỉ có điều nước ở trong này có hơi sâu quá rồi hơn nữa tô bạch mơ hồ có một loại cảm giác cho dù là mình hay là người đấy thực ra đối với cả một nam một nữ kia mà nói. Trên cơ bản cũng không có mối quan hệ đơn thuần giữa cha mẹ và con cái. Xem từ thái độ giữa một nam một nữ đó, anh ta rất khó tưởng tượng ra được. Bọn họ sẽ kết hôn và sinh con đẻ cái. Hơn nữa còn không ngại mình bày trí ra một ván cờ lớn như vậy để thế hệ tiếp theo của mình. Uống chi, mình chân chính ấy vẫn luôn bị nhốt trong chiếc rừng đồng xanh suốt một thời gian dài cái này lại càng có ý vị sâu xa hơn nhân viên phòng cháy chữa cháy trung niên mà hắn từng gặp ở thiên tân trước đây mới có hình tượng một người cha trong mắt người bình thường mà một nam một nữ ấy anh thậm chí rất khó tưởng tượng ra được bọn họ sẽ có cảm xúc của nhân loại tại sao lệ chi lại xảy ra mâu thuẫn với cả bọn họ thậm chí đám người trẻ con trong cô nhi viện đó như lệ chi và hải thiếu gia tại sao cuối cùng lại bước trên con đường thính giả người gọi là chú viện trưởng và gì viện trưởng đó thực sự đơn thuần là vô tội hay sao có những chuyện không thể nói ra tạm thời cũng rất khó nói rõ ràng được nhưng mà nhìn vào chuyện mà mình chân chính đã làm với mình trước đây có thể nhìn ra được một vài manh mối con hàng này vẫn luôn che giấu mình như đám con gái yểu điệu nhưng mà lại có thêm sự oán giận của người oán phụ nơi khuê phòng lần thị uy và trào phúng trước đó đối với mình lại phô bày loại tâm thái này một cách vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng thật đáng tiếc sự tranh lệch giữa mình và cậu ta chỉ có càng lúc càng lớn thôi nếu mà nói tô bạch là tu hú chiếm tổ vậy thì cơ thể này thân phận này thực ra đã sớm bị hắn sống ra phong cách của mình rồi mà hàng thật như cậu ta chỉ biết luôn luôn mãi mãi thậm chí là vĩnh viễn tiếp tục dán mác hàng giả có khả năng cũng chính vì sự bất đắc dĩ và tức giận của hiện tại. Mới thúc đẩy cậu ta lần trước không nhịn được mà nhảy ra tìm cảm giác tồn tại một phen. Tôi rất mong đợi. Lần sau cậu lại không nhịn được nữa mà tiếp tục nhảy ra. Tô Bạch phun ra một vòng khói, khóe miệng mang theo một nụ cười và bảo. Cũng rất mong đợi. Người tối nay gặp ở bữa tiệc thật sự là cậu. Khi ba người trở về nhà của Lão Phương, đã là ba giờ sáng rồi thời sự ngày mai chắc hẳn sẽ có bản tin tiểu khu nào đó đột nhiên xảy ra hỏa hoạn cũng may nhân viên phòng cháy đã kịp thời tới nơi khống chế ngọn lửa đồng thời còn có hàng xóm nhiệt tình kịp thời thông báo cho những hộ gia đình gần đấy tránh xuất hiện thương vong sau khi ba người trở về cũng nhanh chóng nghỉ ngơi dù sao thì ngày hôm nay thực sự có chút bận rộn ngay cả bộ não vốn được mập mạp mang về định làm bữa khuya nhưng mà tạm thời cũng lười chẳng muốn nấu cứ cất đi trước rồi ngày khác lại ăn sau vậy ngày hôm sau gần đến bữa trưa thì tô bạch mới mở mắt nằm trên giường duỗi thắt lưng có lẽ cũng vì ở trong nhà của lão phương có trận pháp bảo vệ bên cạnh còn có hòa thượng mập mạp ra thấu và cát tường ở đây lại có thể ngửi thấy mùi sữa thơm nước trên người con trai của mình dưới các loại điều kiện này mình mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu như vậy Tóm lại một giấc ngủ này quả thực rất thoải mái. Khi tỉnh lại thì thằng bé đang ở bên cạnh Tô Bạch chơi xếp gỗ một mình. Trên giường lồi lõm không bằng phẳng, xếp gỗ hiển nhiên khó mà khống chế được. Mỗi lần hơi cao một chút đều sẽ đổ, nhưng mà thằng bé lại chơi vui đến mức không biết mệt, rõ ràng còn rất hứng chí. Ngay khi Tô Bạch tỉnh lại, thằng bé lập tức bò đến bên cạnh hắn. Hai cái chân của nhỏ, nhỏ, trắng nõn, đạp lên chăn, hai tay ôm cổ tô bạch cọ gương mặt mềm mại của mình vào lòng hắn trong lòng tô bạch đột nhiên thấy đau dường như từ rất lâu cho tới nay thứ mà mình có được từ trên người đứa bé này còn nhiều hơn thứ mà mình cho thằng bé đứa trẻ này cho mình sự yên vui khi mình giữ lại được một chút mềm mại đơn thuần cuối cùng ở tận đáy lòng mà mình đối với nó có đôi khi thực sự trông có hơi không có trách nhiệm đương nhiên đây cũng là nguyên nhân thằng bé vẫn luôn rất hiểu chuyện tô bạch xoa đầu của thằng bé nhìn gương mặt đáng yêu cẩn thận con là con trai của tô bạch con tên là tô vũ hiên tô bạch nói một cách nghiêm túc bởi vì hắn nghĩ đến trong chuyện xưa lần trước đích thân mình đã quyết định số phận của huyết thi và cả sự luân hồi nực cười đấy nếu mà nói trong lòng không có một chút dao động nào vậy cũng là chuyện không có khả năng nhưng mà cho dù con từ nơi nào tới, cho dù thân phận thực sự của con là gì, cho dù Cát Tường quan tâm con như vậy, rút cục là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cha vẫn nhận định con là con trai ta. Mèo! Một tiếng mèo kêu truyền tới từ dưới giường. Tô Bạch nhìn thấy Cát Tường đang đảo đảo trắng mắt với mình. Rõ ràng đang nói tên thiểu năng này vừa mới dậy đã phát bệnh thần kinh rồi sao? Rửa mặt chưa? Tô Bạch nhìn về phía hấp của Cát Tường ý hỏi là thằng bé đã rửa mặt hay chưa? Cát Tường gật đầu. Những việc này trước đây Tô Bạch cũng thường làm, giúp thằng bé rửa mặt, tắm rửa gì đấy. Nhưng bây giờ hắn cũng rất ít làm, trên cơ bản đều được Cát Tường lo hết. Trừ phi thi thoảng Tô Bạch bộc phát tình trai như núi, dẫn thằng bé đi tắm chung một lần. Tô Bạch ôm thằng bé dậy rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách mập mạp rõ ràng cũng vừa mới tỉnh lại đang bưng bát mì ăn xì sụp. Thấy Tô Bạch tới, anh ta nói. Đại Bạch, hôm qua tôi đã dùng một trận pháp nhỏ ở trong nhà để phong bế đám rêu và bộ não kia. Kết quả buổi chiều giờ dường nhìn thấy thì phát hiện ra hai thứ đó đã mất tăm rồi. Mất rồi. Phản ứng đầu tiên của Tô Bạch là bị trộm, nhưng mà lại nghĩ chẳng có khả năng mấy. Rốt cục là ai mới có thể vào nơi này trộm được chứ? cho dù là thính giả cao cấp thì muốn lẻn vào nơi này trộm đồ một cách im hơi lặng tiếng cũng không có tính khả thi cho lắm nhưng mà sau đó tô bạch lại phát hiện ra tâm trạng của mập mạp vô cùng ổn định lại càng khiến hắn không chắc chắn hơn với tính cách thần dữ của nổi tiếng của anh ta thì hôm qua lăn lộn lâu như vậy mới mang được hai chiến loại phẩm trở về còn bị trộm sao làm sao con hàng này có khả năng còn ngồi ở đây mà ăn một bát mì thành thơ như vậy được Phát sốt rồi sao? Mập mạp liếc mắt nhìn tô bạch với vẻ hơi bất đắc dĩ. Đặt bát mì xuống rồi thở dài một hơi, nói với vẻ có hơi rối rắm. Hỏi con mèo nhà cậu ấy, người bên ngoài không có khả năng làm đâu. Tôi vào hòa thượng thì cũng không cần thiết phải làm như vậy, mà cậu và gia thố lại không hiểu về pháp trận, cũng chỉ có con mèo nhà cậu mới có thể làm được thôi. Lúc đầu khi bày lại pháp trận, con mèo nhà cậu đảm đương làm mắt trận nó có thể mở toàn bộ pháp trận và cấm chế trong ngôi nhà này. Giờ dễ nhận thấy Mập Mạp đã sớm đoán ra được ai làm, nhưng mà cũng không vì vậy mà nổi nóng. Mày cuốm hai thứ đó đi đâu rồi? Tô Bạch nhìn về Cát Tường và hỏi. Cát Tường liếc mắt nhìn Mập Mạp với vẻ không thân thiện cho lắm. Ý bảo tên béo này lại dám cáo trạng mình. Mập Mạp giả dạ vờ không nhìn thấy mà húp nước mì. Sau đó Cát Tường bước tới trước cửa sổ sát đất trong phòng khách duỗi móng vuốt ấn lên trên cửa sổ. Tô Bạch ôm thằng bé đi qua, mập mạp cũng vội vàng đặt bát đũa xuống, đi theo cùng. Bản năng thôi thúc, anh ta cũng biết cát tường không có khả năng lén ăn sạch bộ não và đám rêu xanh đó. Tính làm màu của con mèo này vẫn luôn rất cao, cũng sẽ không làm ra chuyện mà mèo nhà thường làm là thích ăn vụng đâu. Bên ngoài cửa sát đất và vườn hoa trong này, có một cái hố mới được đào một đám rêu xanh đã bị chôn trong hố như vậy. Đồng thời bộ não đó thì lại bị dẫm nát phủ khắp xung quanh. Mập mạp nhổ tuệt một bãi nước bọt, nhìn cát tường ở dưới chân với vẻ có hơi không dám tin. Mày trồng nó xuống đây sao hả? Có thể mọc lên được sao? Mập mạp nói có vẻ hơi lo lắng. Lỡ như không mọc ra được vậy chẳng phải là thiệt quá rồi sao? Tuy rằng anh ta rất mong chờ có thể mọc ra một chút, như vậy sau này mỗi lần ra ngoài đối phó với cả người ta hoặc là tiến vào chuyện xưa đều có thể ngắt một ít mang theo bên người. Hiệu quả cũng không kém hơn quyển trục ma pháp đâu. Hơn nữa cho cá không bằng cho cần câu. Nếu cái thứ này có thể sinh trưởng với số lượng lớn vậy thì sảng khoái rồi. Lúc này hòa thượng cũng bước ra vào trong phòng cách. Thấy tô bạch mập mạp đứng trước cửa sổ. Anh ta cũng bước qua, liếc mắt nhìn cũng hiểu chuyện gì ngay cả mập mạp thực ra cũng đã có thể nhìn ra được nên hiển nhiên hòa thượng cũng sẽ không dối dắm trong lòng bao nhiêu bộ não ngược lại cũng chỉ cầm về để chuẩn bị làm bữa khuya cho mọi người thôi trên cơ bản có thể tầm bổ tinh thần lực một chút công hiệu thực ra cũng sẽ không lớn cho lắm đám rêu xanh này hiển nhiên có hiệu quả khả quan tuy rằng khi ấy tô bạch là do bất ngờ không kịp đề phòng nhưng mà có thể trong nháy mắt phá vỡ cơ thể của hắn đồng thời còn ảnh hưởng đến tâm thần của hắn đã được tính là thứ không tệ rồi. Nhưng mà số lượng đó lại quá ít ỏi. Cho dù các tường dùng vuốt mèo đào hố trồng chúng xuống, sau này không có kết quả, cũng không tính là tổn thất gì. Còn nữa, giữ được và mất chính là mối quan hệ phụ trợ nhau. Muốn có được thì phải học cách mất đi nhất thời đã. Đạo lý này mập mạp hòa thượng đều hiểu. Chỉ là bây giờ hòa thượng dường như trông có vẻ hơi cảm tính hơn so với quá khứ một chút, mở miệng hỏi cũng không biết sau 10 năm, 20 năm căn nhà này sẽ được những người nào đó tiến vào. Đến khi ấy có khả năng nơi này cũng sẽ mọc ra một cây đại thụ rạp bóng mát rồi. Một cái đại thụ mọc đầy loại rêu xanh này sao? Rạp bóng mát? Excuse me. Con mẹ nó, anh đùa tôi đi à? Dưới bóng râm mát mẻ mà cái thứ này tạo ra thì một cơn gió thổi tới thôi không phải là mọi người sẽ trực tiếp cùng nhau tan chảy thành phân bón hay sao? Mập mạp nhìn hòa thượng với ánh mắt Hôm nay anh uống lộn thuốc rồi sao Tô Bạch nở một nụ cười Trong sân có cây sân trà Năm vợ ta mất Đã tự tay ta trồng xuống Này đã cao vút tươi đẹp thay Đây là một đoạn thoại cuối cùng Trong hạng tích hiến trí Của Quy Hữu Quang Phổ biến rộng rãi Được dùng để tượng trưng cho một loại tâm tư hồi tưởng Cảnh còn người mất Về người vợ đã khuất ở đây lại thể hiện một loại hồi tưởng đối với cả chính mình. Bởi vì giống như Hòa Thượng đã nói 10 năm sau, 20 năm sau, có khả năng đám người mình đều đã chết cả rồi. Chỉ là không biết. Sau này nếu còn có thế hệ sau thì các thính giả đời sau ở đây hơn nữa còn tiến vào trong nhà của Lão Phương. Nhìn thấy thực vật này sinh trưởng, mừng thầm mình đã nhận được một đạo cụ đáng sợ. Nhưng mà liệu có nghĩ tới năm đó là những người nào đó đã từng ở nơi này trồng chúng xuống hay không? Loại cảm giác này cũng tương tự với cả Huân Nhi, chọn sẵn mộ bia, san sát nhau cho ba người bọn họ trước đấy. Hai người các cậu đều đủ rồi đấy. Mà mập nhún vai biểu cảm tôi không thể chịu nổi các cậu nữa đâu. Sáng sớm đã tạo bầu không khí cằn cỗi rồi. Lúc này thì di động của Tô Bạch vang lên. Là lời mời gọi audio WeChat mà giải bẩm gửi tới. Tô Bạch nhấn vào nút nghe. Alo, người bận rộn lúc trước đã đồng ý giúp tôi rồi, giờ rảnh chưa? Lần trước thì trước sự việc cục thịt ở trạm nhà ga, giải bẩm đã từng nói với cả Mập Mạp và Tô Bạch chuyện đi tới tầng hầm biệt thự của Lương Sâm giúp anh ta giải phong ấn thân phân thân của ông chủ nhà mình. Chỉ là sau chuyện đó Tô Bạch vẫn luôn bận rộn, không phải tiến vào chuyện xưa của mình thì chính là tiến vào chuyện xưa của Huân Nhi. Cứ như vậy mà chỉ hoãn dần ông chủ của anh vẫn chưa trở về thượng hải sao tô bạch hỏi theo lý mà nói thì chuyện chạm xe lửa đã qua lâu rồi lương sâm chắc hẳn nên trở về mới đúng vẫn chưa anh ta đang chuẩn bị cho chuyện xưa sau người vẫn còn ở đông bắc có khả năng đã phát hiện ra thứ gì đó ở trong rừng hoang đông bắc nếu anh ta về rồi thì tôi cũng không dám chắc chuyện này với cậu đâu lời của giải bẩm nói chính là sự thật nếu mà lương sâm đã trở về thượng hải thì giải bẩm hiển nhiên không có khả năng lén lút ra tay với phân thân đã phong ấn tốt của lương sâm về phần tại sao giải bẩm cố chấp muốn hại ông chủ của mình theo quan điểm của tô bạch chắc hẳn là xuất phát từ yêu đi nhìn thấy ông chủ của mình vẫn luôn tự hào coi việc mục tiêu sống của mình lại sợ hãi như vậy trước mặt phát thanh lại trùn chân như vậy thê thảm như vậy có khả năng điều này khiến giải bẩm rất khó chịu dù sao cho dù là trong cuộc sống hiện thực trước mắt hay là trong kiếp sống thính giả thì lương sâm đều là đại ca của anh ta cũng được tính là một nhân vật giống như người hướng dẫn nhưng có khả năng chính bởi vì nhìn thấy loại trò hè đó của người hướng dẫn mình cho nên mới nghĩ đến cho lương sâm trở về hình tượng trong lòng mình giải phong ấn phân thân của lương sâm để cho anh ta không có cách nào tiếp tục áp chế thực lực của mình nữa rất nhanh sẽ bị phát thanh chú ý đến và để tâm chỉ cần ở trên quyển sổ nhỏ có phát thanh, trên cơ bản toàn bộ mọi chuyện cũng không thể để lương sâm không đi đối mặt. Ngày mai nói sau nhá. Tô Bạch đáp. Hôm nay không được sao? Giải bẩm nói mới vẻ hơi ngạc nhiên. Bây giờ tôi đang trên đường cao tốc, sắp đến nhà cậu rồi. Vốn còn định trực tiếp quẹo vào luôn đấy. Tối nay tôi có hẹn rồi. Tô Bạch đáp. Hay, vậy không làm phiền cậu nữa. Ngày mai thì ngày mai vậy tô bạch đột nhiên nổi lên một suy nghĩ nói đi chung được không buổi hẹn của cậu kêu tôi đi làm gì giải bẩm có hơi bất ngờ đáp trong giới người bình thường hay trong thính giả trong giới người bình thường tô bạch không che giấu giải <laughs> bẩm cười khổ hai tiếng ý tứ đã đồng ý rồi nhưng mà rất có khả năng sẽ xuất hiện người không ngờ tới không ngờ tới đến mức nào giải bẩm hỏi có hơi qua loa anh ta cho rằng Tô Bạch đang giới thiệu một nhân sĩ đặc biệt trong người bình thường hoặc là nhà nghệ thuật gì đó cho anh ta. Nhưng mà anh ta thực sự không có hứng thú đối với cả chuyện này. Một người có thể lẩn tránh sự truy lùng của phát thanh, Tô Bạch nói. Vừa dứt lời, Tô Bạch nghe thấy tiếng hô hấp ngừng lại ở phía bên kia của điện thoại. Đồng thời hắn còn có cảm giác được sắc mặt của hòa thượng và mập mạp ở bên cạnh mình cũng thay đổi. Giống như huyết thi sao? Giải bẩm lại hỏi. Có chút, có chút hóc búa đấy nhỉ? Rõ ràng giải bẩm thật sự không muốn nhảy vào loại hố như là huyết thi chút nào. Ngày trước con hàng này ở thiểm Tây đã giết chết toàn bộ thính giả có thâm niên rồi. Khiến cho toàn bộ giới thính giả phương Tây như lâm vào đại địch vậy. Bầu không khí cũng bị vậy mà thay đổi. Thực ra thì mọi người đã cảm thấy may mắn. Cũng may mà người đó không chạy vào trong thành phố của mình. Bằng không thì mình có khả năng cũng thực sự khó mà sống sót được. Huyết thi so với cả bà ta thì chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Tô Bạch dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ít nhất bà ta đã thành công, còn huyết thi thì thất bại. 20 phút sau trên ghế sofa trong phòng khách nhà Lão Phương có 5 người đang ngồi. Giải bẩm bưng một tách cà phê hòa tan. Trong tay của hòa thượng bưng chén trà, ra thố xoay đồng tiền cổ trong tay, Trước mặt mập Mạp đặt một ly coca Còn Tô Bạch thì cho một điếu thuốc Vừa rồi Tô Bạch đã kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc một lần Mập mạp biết chuyện này nhưng mà cũng không kỹ càng như vậy Hòa thượng và gia thố cũng đã hơi nghe qua Còn giải bẩm thì hoàn toàn không biết <laughs> Lần này tôi xem như đã được mở mang tầm mắt rồi Đã từng thấy cậu ấm nhà giàu Cũng đã từng thấy con cháu quyền quý Vậy mà lại ở đây lại kêu tôi đi gặp một thính giả đời thứ hai Giải bẩm trêu chọc Xét về mặt ý nghĩa nghiêm túc thì tôi cũng không phải là con cháu của nhà bọn họ đâu. Mà chỉ là một kẻ vẫn luôn ở trong cơ thể của con trai bọn họ thôi. Tô Bạch giải thích. Không có gì khác biệt. Giai bầm lắc đầu. Cơ thể này có khả năng trước đây không phải là của cậu. Nhưng mà nếu cậu đã nói khoảng tầm 7 tuổi đã đổi qua. Đại khái 23 tuổi mới tiến vào chuyện xưa. Trước khi tiến vào chuyện xưa... Thời gian cậu ở trong cơ thể này thực ra còn nhiều hơn chủ nhân gốc của nó rất nhiều năm. Lại thêm sau khi tiến vào chuyện xưa, cậu đã cải tạo và cường hóa cơ thể này. Cậu đã sớm đóng dấu ấn thuộc về cậu rồi. Đây chính là cơ thể của cậu, mà tên của cậu chính là Tô Bạch. Cảm ơn lời khích lệ của anh nhé. Tô Bạch gãy tàn thuốc, nhưng mà lúc này thì hắn cũng không cần khích lệ gì cả. Nếu mà ngay cả một điểm này mà hắn cũng không nghĩ tới được, vậy bây giờ hắn cũng đã chết lâu rồi lúc mới đầu khi mới biết chân tướng sự việc tô bạch quả thực có loại cảm giác thế giới quan của mình đã sụp đổ đồng thời cũng nghi ngờ ý nghĩa tồn tại của mình nhưng mà hắn là một người cực kỳ cực đoan lại là một người bệnh tâm thần sạch sẽ chuyện này dường như cũng trở thành một loại thuốc giải độc cho hắn vậy có đôi khi người bình thường thậm chí là thính giả cũng khó chấp nhận được sự việc Tô Bạch cũng là sau một trận suy diễn sai mới từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Về điểm này mập mạp có kinh nghiệm nhất. Nửa ngày trước còn đang an ủi Tô Bạch mà nửa ngày sau đã phát hiện ra Đại Bạch lại giống như là một người không có chuyện gì vậy. Cho nên ý của cậu ta là kêu chúng tôi giúp cậu. Ngay khi cậu đến nơi hẹn chúng tôi sẽ bày trận ở gần đấy, bắt mẹ cậu lại. Hồ không, là tóm được manh mối về người phụ nữ đó đúng không? Giải bẩm hỏi. Chỉ sợ các anh không đồng ý thôi, Tô Bạch nói. Đồng ý, sao có thể không đồng ý được? Giải bẩm đáp một cách rất kiên quyết. Đại Bạch, uống cốc coca này đi, chúng ta là bạn bè cơ mà, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Mập mạp đứng dậy vỗ vai của Tô Bạch một cách rất thân thiết. Trước đây cậu cũng không nói chuyện này cho tôi biết, thế này thì cũng quá xa cách rồi đấy. Hòa thượng đặt tách trà xuống, ra thố thì cũng không xoay đồng tiền cổ nữa hai người đều mỉm cười rõ ràng bọn họ cũng quyết định tham gia huyết thi ngày trước đó tô bạch nhắc nhở huyết thi và người phụ nữ đó khác nhau sự khiếp sợ khủng khiếp và mối đe dọa từ huyết thi với chúng ta là chân thực là thứ chúng ta có thể cảm nhận được dè bẩm giải thích cho nên nếu kêu chúng tôi đối đầu với loại người như huyết thi chúng tôi thực sự thiếu hứng thú đấy bởi vì chúng tôi đều muốn tiếp tục sống nhưng mà người phụ nữ đó rõ ràng đáng sợ và cao minh hơn huyết thi nhiều cũng chính vì bìa ta đang đứng ở nơi cao hơn, cao đến mức chúng tôi đừng nói là sợ đến, mà ngay cả ngửa đầu lên cũng không nhìn thấy được, cho nên chúng tôi mới có dũng khí đi động vào dâu hổ. Còn nữa, Tô Bạch biết bọn họ còn có một lý do chưa nói. Lúc này thì mập mạp cười bảo, Chỉ cần chúng tôi phát hiện ra một chút manh mối nào đấy, cho dù là manh mối nhỏ như móng tay thôi, vậy thì phát thanh cũng sẽ biết. Còn nhớ chuyện huyết thi lần trước chứ? Thông qua miệng tôi gọi cái tên Diệp Tư, phát thành mới xác nhận được thân phận của anh ta. Nếu mà chúng tôi có thể phát hiện ra được một chút manh mối, cho dù là bắt được mặt bên mơ hồ của người phụ nữ đó thôi, vậy thì điều này cũng tương đương với giúp phát thành một việc lớn rồi. So với cả phần lớn nhiệm vụ hiện thực thì nó có hiệu quả nịnh nọt phát thanh hơn rất nhiều. Ok, các bạn thân mến tập này dừng ở đây thôi. Mình à, phải đi à... Quảng Ninh Hạ Long rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.